nghệ này thì mình cũng thực sự là mình ấn tượng với đội này nhất. Bởi vì đội này là đội hoàn thiện sản phẩm. Bởi vì những cái động tác múa của người ta nó liên quan đến công việc của người ta. Có những quả cà lê với cả quả lật giấy là chết, mình thấy là có liên quan. Vâng, xin được chúc mừng ạ. Mình nghĩ là đáng nhẽ mà có một cái tiết mục nữa là phải được giải, là tiết mục điển tình. Bởi vì là khi các bạn giới thiệu mình là đang mong chờ một cái cơn sóng tình nó rất là dập dình mà bạn một phát ngay lên. Vâng, vậy là cuộc thi cắm hoa văn nghệ và trình diễn thời trang chào mừng ngày 20 tháng 10 của chúng ta đến hồi kết thúc. Thay lời cho ban tổ chức, xin kính mời ông Vũ Hồng Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Yeah.
ty cảm ơn cái sự cống hiến của các chị em phụ nữ cho công ty từ các thế hệ mà để công ty có cái thành tích như ngày hôm nay. Xin mời các chị chúc mừng các bạn. Vâng ạ, xin cảm ơn ý kiến phát biểu và chỉ đạo của ông Vũ Hồng Tuyến. Ngay sau đây